công an tỉnh Bắc Cạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 77, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng vườn quốc gia Ba Bể. Trước đó nhận tin báo về việc tại tiểu khu 77 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng vườn quốc gia Ba Bể xảy ra vụ hủy hoại rừng. Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, qua đó xác định địa điểm vị trí đất rừng bị tác động hủy hoại là các lô 9-10-11, khoảng 1 tiểu khu 77, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng vườn quốc gia Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Tại hiện trường có nhiều cây gỗ to, nhỏ, kích thước khác nhau đã bị chặt hạ, chỉ còn một số gốc cây và một phần thân cây. Số lâm sản tại hiện trường có 6 cây gỗ, việc phát phá tại khu vực này không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.